về giờ bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thơ trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm theo nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng. Một chiều.
bừng bát nghi dừng dừng nghi xin hân hoan chào đón các thầy cô giáo, các quý học viên, hội viên đã có chút thời gian về dự buổi sinh nhật đầy một tuổi của câu lạc bộ yoga Triều Khúc để chúng ta một tràng pháo tay. Sau đây là cái tiết mục của đội câu lạc bộ thứ nhất. Chúng ta chuẩn bị đồng diễn một bài biểu diễn tập thể của lớp bạn, xin mời. Cảm ơn tất cả các quý vị học viên, hội viên đã đến dự buổi hôm nay. Chúng ta lại xin một tràng pháo tay ạ. Ngày này một năm về trước, chúng ta một năm có 365 ngày, thì ngày này của chúng ta năm ngoái là một ngày trọng đại của một năm ý nghĩa của câu lạc bộ của chúng ta. Hôm nay tất cả các hội tụ về đây là tình đoàn kết vì sức khỏe của tất cả cộng đồng và đã lan tỏa ra. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu bác Minh là người chủ nhiệm câu lạc bộ và người đã có thành tích đưa yoga về làm trực tiếp trong xóm của chúng ta. Mọi hôm nay kính mong bác nên có lời giới thiệu với tất cả toàn thể
Trước tiên cho tôi xin gửi lời tới tất cả anh chị em trong câu lạc bộ yoga một lời chào trân trọng nhất, và chúc tất cả anh chị em sinh tươi trẻ đẹp, gia đình hạnh phúc, thành công viên mãn, khỏe mạnh, hàng ngày đi tập đều. Tôi rất là tự hào vì mình đã ốm nhưng lại vượt lên chính mình để muốn làm sao mang sức khỏe đến cho cộng đồng, và không cứ gì một mình riêng tôi. Và trong khi đó thì người mà lan tỏa rộng nhất lại là bà Hoàng. Bà là một người vượt lên chính mình vì ốm đau mà lại bây giờ lan tỏa với tất cả câu lạc bộ càng ngày càng mở rộng, cái đó rất là mừng. Cho nên tôi xin chân thành cảm ơn cả lớp, chúc cả lớp một lần cuối vui khỏe, trẻ đẹp, thành công. Tôi là thứ xin thay mặt tất cả hội viên của mình để xin cảm ơn thầy cô giáo đã cho mình một cái lớp. Mừng cái lớp để cho chúng mình lấy sức khỏe, để cho được khỏe và trẻ vào đây, để xin cảm ơn thầy cô giáo, để xin là để cứ làm việc duy trì cái đây mãi mãi để cho chúng tôi được khỏe mạnh, để cho chúng tôi được vui khỏe trẻ, để xin cảm ơn thầy cô giáo. Đều nhờ vào mấy chị em chúng tôi là cũng gọi là cố gắng để muốn lan tỏa cái yêu môn yoga này đến mọi người từ trái tim với trái tim, mà đến bây giờ lớp đã được trưởng thành đến như này là chúng tôi rất mừng, nên chúng tôi phấn khởi lắm. Bây giờ là tôi xin có một bài thơ tâm đắc. Nhớ ngày lớp mới đầu tiên nèo tèo mấy chị mấy em, nay đã lớn mạnh được hai lớp niên. Chị cả tuổi sắp ba tuần, em cũng cần tứ tuần đến nơi. Cùng nhau ba tập chuyên cần, mong sao sức khỏe lưng cao, sức khỏe đánh bay bình liền. Cô thầy nhỏ nhẹ bên ba, hít vào bình bụng từ từ thở ra. Khởi động đầu cổ tay chân, đi vào các chuỗi chị em đừng làm. Con mèo, con rắn hổ mang, chữ V tấm ván thẳng hàng. Trườn lên con chó ba, cùng nhau ta làm chiến binh làm thật vững vàng, từ từ mở ngực lưỡi người ra sau. Tam giác làm cho thật cân, con quạ, cây nhiễu, con chim, con cỏ. Cây cầu truyền lại bánh xe, cây cung ngọt đến rồi ra hết đầy. Một tiếng đã hết mất rồi, năm lưng dọc thảm mặt mình hai bên, thảm đỏ cơ thể thật mềm, thảm lỏng cơ thể nhẹ nhàng, gió qua khe cửa mơn man từng người. Tiếng thầy thẹn thọ bên tai, từ từ ngồi dậy ta cùng mát xa. Hết buổi, kết thúc buổi tập, cùng nhau ta cười xé ra. Cảm ơn bà Hoàng. Bây giờ chúng ta lại mới thấy là ở nàng xã ta lại có một nhà thơ rất là chúng ta. Qua một năm qua chúng ta đã đồng hành với nhau, chúng ta đã biết bao nhiêu đổ mồ hôi và cơ thể của chúng ta.
chúng ta đã chỗ bị đau nhức mệt mỏi trong cái lúc tập luyện nó căng cơ căng gân, thì đấy là một cái cố gắng của tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta cái này, cái tất cả các bệnh tật và các thứ của chúng ta, ai có bệnh dần dần nó sẽ thế nào, cái cơ gan này thì không phải là sơ hoàn toàn bệnh mà sẽ mình tập sẽ giảm dần các căn bệnh của mình, từ xương khớp, từ huyết áp, từ nói chung là nó nhiều căn bệnh liên quan đến yoga, mà tất cả chúng ta đến đây để hội tụ để tập yoga là chúng ta đã đồng hành cùng nhau, cùng trái tim cùng đồng hành với nhau rất là tốt. Cũng cho các bạn một câu hỏi.
dân những động tác rất là thuần thục và đây là của chủ nhiệm câu lạc bộ Vina của chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa. Xin cảm ơn anh chị ạ. Thank you.
Em đêm mưa nước